ma pi chế hòa chà anatha ba đa sằng hi tà đề cần á tháp ba đằng say vô dần số tòa u ba sầm má tí giọng nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa ha sa ma pi chề hòa chà anatha ba đa sằng hi tà ê cần á tha ba đằng say dằng su tòa u ba sầm má tí dẫu cho ngôn ngữ trăm ngàn nói điều vô ích chỉ bàn suông thôi tốt hơn ít chữ ít lời nghe xong tịnh lạc sống đời vô u. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức và kính mời bàn tay quý vị trong đạo tràng ạ. À, con xin xuống mic. Cảm ơn Đặng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con xin trả bài Pháp Cú Kinh số 100. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị trong đạo tràng ạ. Cái nét của Nhật Quỳnh hôm nay nó có vấn đề rồi. Dạ, nó cứ té đùng. Sa ha sa ma bi chề hòa chà anat tha bát đa sằng hi tà ê căng a tha bát đằng say dơ văn suốt ta upasam mati. Sa ha ma bi chề hòa chà anat tha bát đa sằng hi tà ê căng a tha bát đằng say dơ văn suốt ta upasam mati. Saha samabi chề hòa chà anathapada sang hita e kang athapadang say yo yang suốt ta upasam mati. Giàu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sa ha sa ma bi che wa cha anatha ba đà sang hết to e căn attha bà đăng say vô văn suốt to văn suốt to u bà sam ma ti. Sa ha sa ma bi che wa cha anatha ba đà sanh hi to ê căn ách tha bà đăng say vô văn suốt ta u bà sam ma ti. Sa ha sa ma bi chê hòa cha anatha ba đà sanh ê căn ách tha bà những té liên tục kính mong đạo tràng hoan hỷ cho. Dạ, Nhật Quỳnh xin đọc lại ạ. Sa ha sa ma bi che wa cha anatha ba đà sang hi ta e căn ách tha bà đăng say dơ văn suốt ta u bà sam ma ti. Dẫu cho ngôn ngữ trăm ngàn nói điều vô ích chỉ bàn suông thôi tốt hơn ít chữ ít lời nghe xong tịnh lạc xong đời vô u. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và bữa nay thì xích Trần Đảo bị khan tiếng rồi, có bớt chưa Trần Đảo ơi, có thể cầm mic được không? Và
Kính mời Trần Đạo, kính mời cô Ái Minh, kính mời chị Sương Mai và kính mời tất cả đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ con Sương Mai, Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ và Sương Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 100. Sa ha sa ha sa ma bi che wa cha anatha ba da sang hit toa hit ta e kang attha ba đằng say yo yang sut toa upasang mati Sa-ha-sa-ma-bi-che-wa-cha-wa-cha Anatha-ba-da-sang-hi-toa-hi-ta-e-kang-atha-ba-đăng-say-yo-sang-sut-yang-sut-toa-up-u-pa-sang-ma-ti Sa-ha-sa-ma-bi-che-wa-cha-anatha-ba-da-sang-hi-ta-e-kang-atha-ba-đăng-say-yo-yang Yang sút toa ô ba sang mát ti sa sa ma pi che wa cha vừa che wa cha anatha ba da sang hita e gang atha ba đang say yo Yang sút toa ô ba sang mát ti sa hát ma pa sa hát sa ma pi che wa cha Anatha ba da sanghita e kang atha ba đang say yo yang sut toa u ba sang mắt ti giàu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc và thực chuyển bản vở thơ hòa thượng Minh Châu chuyển dẫu cho ngôn ngữ trăm ngàn nói lời vô ích chỉ bằng suông thôi tốt hơn ít chữ ít lời nghe xong tịnh lạc sáng đời vô ưu bản phổ thơ hòa thượng giới đức dạ kính mời Ái Minh ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Quý anh chị nghe rõ không ạ? Trời, cảm ơn chị Rạng Đông, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, con chân cô Tuệ Duyên, cảm ơn chị Trần Đào. Mưa, Việt Nam mưa, mưa bão chị ơi. Dạ. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, cô tu nữ Thâm Má Chari, cô tu nữ Tuệ Duyên và Ái Minh kính. Và con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính vừa Quang Lâm vào Trương. Kính chào quý anh chị. Mưa quá trời mưa luôn á, mà cũng may là không có rớt mạng. Và con xin phép được trả bài câu pháp cú số 100. Sa sa ma bi che wa cha anatha ba da sang hi ta e kang atha ba đang se yo yang su to upasammati sa sa ma bi che wa cha anatha ba da sang hi ta ê căn ngã tha bà đăng say vô giang su tô ba sam ma ti dầu nói năng ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong định lạc bản dịch của hòa thượng Minh Châu ta ha sa ma pi che qua cha anatha ba đa sang hi ta ê căn ngã tha bà đăng say vô Yang su to pa sammati sa sammapi che qua cha anatha pada sanghita
ê căng á tha ba đằng xây vô dằng suốt tòa u ba sầm ma tí dẫu cho ngôn ngữ trăm ngàn nói điều vô ích chỉ bàn xuân thôi tốt hơn ít chữ ít lời nghe xong tịnh lạc sống đời vô ưu là kính nhân mít lại đạo tràng. Dạ sa thú kính cảm ơn cô Ái Minh. Nam Mô Bích Hà dạ. Dạ cảm ơn Thích Đăng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ hôm nay con thấy có Đại Đức Minh Mẫn vào đạo tràng sớm mà đạo tràng của con đã ôn bài xong nên chưa có thể có ở trước máy và có thể giảng trước mấy phút không bạch sư. Dạ nếu được thì sẽ cho con một tín hiệu ạ. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên, Quỳnh Quách Thanh Á, Xích Cảng Đông, chị Sương Mai và cô ấy mình hoan hỷ lên cài kinh. Dạ xả thú con thấy tín hiệu của sư rồi. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tập thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi được đại đức minh mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay là câu pháp cú kinh 101. Nam mô Bích Ha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đa Ha Sa. Nam mô Ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bút đa ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tản mùi hương. Dạ cũng xin sám hối đạo tràng ạ. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc cha ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy tin giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập mà đám mưa lành rơi khắp thế gian. Về nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi tới mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Ha Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh 101. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Bách Thanh Á cho bài học. Nhật Quỳnh cũng kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được ăn vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ sa thú lành thay kính tri ân xin Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo.
Rồi bây giờ quý vị nghe lớn hơn được chút nào chưa? Chúng tôi đang chỉnh cái nghe quý vị nói nghe nhỏ quá, thành ra chúng tôi chỉnh lên. Giờ nghe được chưa? Nghe được chưa? Rồi cho lên tới cỡ này luôn đó. Alo, một hai. Nghe lớn lên chưa? Vẫn chưa lớn luôn hả? Vẫn chưa lớn. Vẫn chưa lớn thì chỉnh kiểu khác. Rồi. Cái Windows nó mới update lại, thành ra đó là cái cách chỉnh system sound rồi nó khác hơn, cho nên là phải mò mò hơi lâu lâu tí. Rồi chắc giờ nghe tốt rồi. Rồi. Thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính. Cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 101. Ở trong câu kệ này chúng ta cũng sẽ học ba phần giống như các buổi do chúng tôi đảm trách. Đầu tiên chúng ta học về từ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Thứ hai chúng ta học về duyên sự và thứ ba là học về ý nghĩa của câu kệ ngôn, từ đó mà chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của mình. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng. Đoạn 1 của câu kệ. Sahasamapichegatha. Sahasamapichegatha. Đoạn thứ 2. Anathapadasanghita. Anathapadasanghita. Đoạn thứ 3. Bát đăng e căng ga tha bát đăng xây vô. Và đoạn thứ 4. Văn su tòa upasammati. Văn su tòa upasammati. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của bốn đoạn này. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Sahasamapi. Cái chữ api đó chúng ta sẽ dịch chung với chữ che, api che. Api che nó giống như từ if ở trong tiếng Anh vậy đó. Thì như vậy chúng ta biết là cái câu kệ có về điều kiện. Sử dụng mệnh đề điều kiện có nghĩa là khi nào mà mình thỏa cái điều kiện đó thì mình sẽ được cái kết quả tương ứng. Sahasang là ngàn. Chúng ta đang học phẩm ngàn. Sahasang là ngàn. Apiche là nếu. Gatha là những câu kệ. Những câu kệ. Đoạn thứ 2. Từ chúng ta tách ra. Na cộng với là Atha cộng với là Pada cộng với là Sanghita. Na phủ định từ có nghĩa là không. Atha có ý nghĩa. Pada là câu hay là cú. Như Thammapada là pháp cú.
Sanghita, Sanghita, Sanghita. Sanghita đây là quá khứ phân từ. Sanghita, Sanghita nó đồng nghĩa với là Sahita. Có nghĩa là có được hay là chứa đựng hay là chuyển tải. Tới đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên e căng. E căng là số 1. Đây là tính từ, nó bổ nghĩa cho ga tha pa đăng. E căng là số 1 hay là 1. Ga tha pa đăng đây là một hợp từ. Ga tha cộng với là pa đăng. Ga tha là câu kệ. Ga tha là kệ ngôn. Pa đá là cú hay là câu. Vậy là ga tha pa đăng là câu kệ. Từ cuối cùng xây vô. Xây vô là tốt hơn, đẹp hơn. Đó là một cái tính từ. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên văn. Và văn đây là một cái quan hệ đại từ thay thế. Chữ văn này đó chia ở đối cách, cho nên chữ văn này đã thay thế cho ga tha pa đăng là câu kệ này. Su toa là sau khi nghe hay là nghe xong. Upasammati đây là một cái động từ, có nghĩa là trở nên an tịnh hay là trở nên vắng lặng. An tịnh vắng lặng, trở nên an tịnh, trở nên vắng lặng. Rồi bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi nè. Apiche nếu, Apiche nếu Apiche nếu ha Sahasangatha 1000 câu kệ na không Sanghita chuyển tải Attha pa đăng không chuyển tải ý nghĩa hay là không có chứa đựng ý nghĩa thì e căng một câu e căng ga tha pa đăng một câu kệ xây vô tốt hơn.
Văn Sú Toa sau khi nghe xong câu kệ này, Upasam Mati được an tịnh hay là được vắng lặng? Và đó là ý nghĩa từ ngữ và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 101. Kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 101. Tiếp theo, chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ abhivādemi. Svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno Phakkhavato Savakka Sangho Sangkhaṃ Namāmi Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rum Pháp Cú Kinh chuyên đề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi đang còn bị cảm, bị sốt, nóng lạnh, rồi nó chuyển sang cảm sổ mũi ho. Thành ra có thể giọng nói của chúng tôi nó hơi đổi đổi tí, cũng mong chư Tôn Đức và quý vị quan hỷ. Một. Câu kệ này nằm trong phẩm Sahasawakka là phẩm ngàn, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chetavana đề cập đến trưởng lão Bahiya. Trưởng lão Bahiya đó thì chúng ta cũng đã nghe tới rất là nhiều lần về cuộc đời của vị này rồi. Phục vụ cho việc chứng minh các cái ý nghĩa chứa đựng ở trong câu kệ. Vào thời kỳ Đức Phật, một lần nọ có rất là nhiều người ngồi thuyền vượt biên, thì đi đến đại dương, đi ra đại dương, do sóng to gió lớn cho nên đó là thuyền chìm. Chết hết, chỉ còn có một người sống sót gạt vào bờ. Quá trình trôi nổi ở trên biển, thì y phục của người này không còn nữa. Cho nên khi vào bờ, đó người này mới vớ các cái vỏ cây làm y phục. Và rồi người ở trong cái làng đó thấy đây là một vị đạo sĩ ăn mặc khác thường, nên mới xưng tụng, đưa vị này lên, gọi vị này là A-la-hán và chấp nhận tà kiến. Cho nên đó là vị này cũng ân thuận và cho rằng mình là tà kiến. Nghĩ ở trong đầu đó, trên cuộc đời này nếu có A-la-hán, người đắc A-la-hán, thì mình là một trong số những người đó.
Và túc duyên cái vị này đã tu rất là nhiều đời. Cụ thể đó là vào cái thời Phật Kassapa. Vị này cùng với 6 người bạn khác đã tu hành rất là tinh tấn. Thì trong 6 người đó, đó có một người đắc A-la-hán rồi viên tịch, một người đắc quả A-na-hàm cho nên sanh về cõi Phạm Thiên. 5 người còn lại đó không ai đắc quả chi cả nên sanh về cõi trời. Rồi tới thời kỳ Đức Phật này đó, cả 5 người đó sanh trở lại. Thì 5 người đó có trưởng lão Bahiya này. Ở cõi Phạm Thiên đó đó mới xuống cho bây giờ là gọi là đạo sĩ Bahiya biết đó. Đạo sĩ Bahiya chưa phải là A-la-hán đâu, mà người chứng đắc được A-la-hán bây giờ đang ở tại thành Sa Quách Thi. Đó là Thế Tôn, là Phật, là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì khi mà nghe một cái vị Phạm Thiên nhắc nhở như vậy đó, và đồng thời nên nhận ra được mình thật sự không phải là A-la-hán, cho nên mới khởi lên cái kinh cảm sợ hãi. Sợ hãi đó là không biết mình sẽ chết lúc nào, mà mình chưa thành tựu được A-la-hán. Do đó đó tức tốc trong đêm đi một đoạn đường xa 120 để diện kiến Đức Thế Tôn. Thì sáng hôm sau đó vị này đã đến xá vệ, nhưng mà không gặp được Phật thì gặp các vị tỳ kheo khác. Thì các vị tỳ kheo đó gặp các cái vị tỳ kheo thì lúc bấy giờ đó Đức Bổn Sư bây giờ đang ở đâu, thì các cái vị tỳ kheo này mới trả lời đó Đức Bổn Sư đang đi trị bệnh khắc thực ở trong thành rồi, nhưng mà đạo sĩ đó từ xa đi đến đây người đó thì rất là mệt mỏi, cho nên đó là đạo sĩ nên ngồi lại nghỉ ngơi sức dầu cho nó khỏe khoắn tí rồi đi gặp Đức Thế Tôn, đi gặp Đức Bổn Sư. Thì đạo sĩ Bahiya mới trả lời đó là: bạch các ngài, tôi không biết có chi tai hại xảy ra cho mạng sống của Đức Bổn Sư hoặc của tôi hay không, cho nên trọn cả đêm tôi không vì bất kỳ một cái lý do gì đó mà dừng lại hoặc là ngồi xuống. Tôi đã lặn lội cả một cái lộ trình dài 120 giao tuần để được gặp mặt cái tâm mạnh mẽ vậy đó, xin thưa quý vị. Sau khi nói vậy xong, đạo sĩ bay giá tất tốc đi vào ở trong thành. Thì khi mà vào trong thành xá vệ đó, trông thấy Đức Bổn Sư đang ngự đi trì bình khắc thực với tướng hảo quang minh, lục căn thanh tịnh của một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, thì ông nghĩ thầm: quả thật đã lâu lắm rồi, bây giờ ta mới được gặp Đức Chánh Biến Tri. Thì cái câu này có nghĩa đó là, xin thưa quý vị, trước đây vị này đã từng gặp Phật rồi. Đã từng gặp Phật rồi mà không có chứng được quả. Thì bẵng đi một thời gian đó, mình có thể nói đó là cũng mấy trăm kiếp, cũng mấy ngàn kiếp, rồi bây giờ mới được gặp lại Phật. Thì cái câu mà vị này khởi lên trong đầu đó, chúng ta phải hiểu là như vậy, đã từng gặp rồi cho nên bây giờ đó mới được gặp lại này, cho nên vị này mới nói là đã lâu rồi giờ mới được gặp. Thì từ cái chỗ trông thấy Đức Bổn Sư đó, đạo sĩ Bahiya đã cúi rạp người xuống giữa đường, gieo 5 vóc xuống đất
đảnh lễ Ngài, nắm chặt hai mắt cá của Ngài và nói: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài thuyết pháp cho con nghe. Bạch Đức Thiện Thệ, xin Ngài hãy thuyết pháp làm cho con được tấn hóa, được an vui lâu dài. À, cái người ham học hỏi, người ham cầu pháp, người ta thành cẩn vậy đó, xin quý vị. Thì khi đó đó, này Bahiya, bây giờ không phải là lúc Như Lai đang đi giữa đường. Nghe vậy đó, Bahiya mới nài nỉ: Bạch Ngài, trong vòng luân hồi chuyển kiếp, hạng người đi khất thực không định trước được bát cơm của thí chủ. Con không thể biết trước được sự tai hại sắp đến cho mạng sống của Ngài hay là mạng sống của con. Bởi vậy, con xin Ngài thuyết pháp cho con nghe. Lần thứ hai đó, Đức Thế Tôn Ngài cũng từ chối. Để bắt đầu trong chú giải đó, người ta mới giải thích ra sở dĩ mà Đức Thế Tôn Ngài từ chối vậy đó. Là Ngài suy nghĩ, Bahiya này đó, từ khi thấy ta nè, khắp cả châu thân tràn đầy hỷ lạc, tâm đang bị hỷ lạc nó mãnh liệt chi phối như vậy đó, dầu cho có nghe pháp đó, cũng không có thể lãnh hội được. Cho nên đó là phải để cho cái tâm của vị này quân bình trở lại. Thì lúc đó đó mới hợp thời nói pháp. Do đó Đức Thế Tôn Ngài từ chối lần thứ hai. Và du sĩ đạo sĩ Bahiya đó khẩn cầu đến lần thứ ba. Thì lúc bấy giờ, mặc dầu Đức Thế Tôn Ngài đang đứng giữa đường, theo lẽ đó đang đứng giữa đường vậy đó, thì ở trong luật đó là không có cho một vị tỳ kheo nói pháp cho người khác nghe. Nhưng mà chúng ta hiểu á, đây là Đức Phật, là bậc chánh đẳng chánh giác, bậc thiên nhân chi đạo sư. Ngài cấm đệ tử Ngài thôi, chứ Ngài không có cấm Ngài. Giống như đó là chúng ta nhớ một cái câu chuyện mà Thi Thố Thần Thông đó. Thì đạo sĩ nói, tại sao Đức Thế Tôn không cho tỳ kheo sử dụng thần thông mà lại Ngài lại sử dụng thần thông? Thì Ngài trả lời đó, Ngài nói Ngài cấm đệ tử Như Lai, chứ Ngài đâu có cấm Như Lai. Chúng ta hiểu. Thành ra đó, Đức Thế Tôn khi đó đang đứng giữa đường, nhưng mà Ngài cũng vì lòng bi mẫn cho nên thuyết pháp cho đạo sĩ Bahiya. Ngài dạy, Ngài nói, này Bahiya, ông nên học tập như vậy ba lần. Đức thê đức tham mắt tăng phá quý sở tiết, su tê su tam mắt tăng phá quý sở tiết, mu tê mu tam mắt tăng phá quý sở tiết, quỳnh nhà nê quỳnh nhà tam mắt tăng phá quý sở tiết. Các ngài mới dịch như thế này: trong kiến văn giác trí chỉ có kiến văn giác trí mà thôi. Nhưng mà câu này đó, nếu mà mình dịch lại đó, mình dịch văn xuôi đó, thì như thế này: đích thê là thấy, đích thăm mắt tăng, đích thê là trong cái thấy, phao quýt sở tí tồn tại, đích thăm mắt tăng cái thấy thôi. Trong cái thấy đó chỉ tồn tại cái thấy. Mà tồn tại cái thấy ở đây đó, chữ ác tá đó, xin thú vị, là mình hiểu là tâm thấy, tâm nhãn thức thấy cảnh sắc. Chứ không có ông A bà B thấy cảnh sắc. Vậy thì ở đây đó, Đức Thế Tôn Ngài dạy chân đế pháp cho đạo sĩ Bahiya, chứ Ngài không phải là dạy tục đế pháp. Câu thứ hai, xúc tê. Xúc tá là nghe, mà xúc tê là trong cái nghe. Và quý sở tí chỉ tồn tại xúc tâm bắt tăng, cái nghe. Mũ tê. Mũ tê đó là cái biết của tỷ thiệt thân. Thì trong cái biết của tỷ thiệt thân chỉ tồn tại cái biết thiệt thân. Cái biết của tỷ thiệt thân. Quynh nha nê. Quynh nha ná là thức. Quynh nha nê là trong thức. Và quý sở tí
chỉ tồn tại Vinyana bất tăng, cái thức biết. Sau khi Đức Thế Tôn ngài thuyết cho ông ta một câu kệ như vậy xong, thì ba hí giá đó đương nhiên là hết lậu hoặc, chứng đắc đạo quả La Hán với tuệ phân tích, liền ngỏ lời với Đức Thế Tôn đó là cho mình được xuất gia. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài hỏi vậy chứ ông có đủ y bát hay không, thì lúc bấy giờ đó mình gọi là trưởng lão. Trưởng lão Ba Hy Giá trả lời bạch ngài con chưa có. Đức Thế Tôn ngài mới dạy nếu vậy đó thì ông hãy đi lo cho nó đầy đủ y bát đi. Nói vậy xong đó ngài đi luôn. Thì trong chú giải mới giải thích đó là sở dĩ vậy đó là vì rằng ở trong các cái đời quá khứ đó vị này không có cúng y, không có cúng bát, thì thành ra đó là bây giờ khi mà tu đó y bát tự nhiên nó không có phát sanh lên. Yeah, nó không có phát sanh lên. Cho thay vì trường hợp này đó, nếu mà vị đó quá khứ có cúng dường y bát đó, thì lúc bấy giờ vị này sẽ được tu theo cái hình thức là ehipiku rồi. Nhưng mà vì do không có cúng vậy thì thành ra giờ vị này không có thành tựu được cái hình thức sa môn. Yeah, Đức Thế Tôn ngài đã ngự vào trong thành khắc thực. Sau khi mà ngài đi khắc thực xong rồi, ngài với cùng với chư tỳ kheo trở ra ngoài thành, thì bấy giờ đó thấy xác của trưởng lão Ba Hy Giá nằm trên một nơi đầy rác rến. Ngài mới gọi các cái vị tỳ kheo lại và nói rằng này các tỳ kheo, hãy đến đứng trước cửa một nhà thiện tính, kêu họ mang giường nhỏ chở xác này ra ngoài thành quả táng. Thiêu xong, các tỳ kheo hãy lập tháp thờ xa lạ. Dạ, chư tỳ kheo đã làm đúng theo lời của Đức Thế Tôn. Rồi sau đó, cái chư tỳ kheo mới thắc mắc, nói vị này là ai mà phải thiêu rồi thấy tháp thờ xá lợi. Thì Đức Thế Tôn ngài mới nói đó, đây là một cái vị A-la-hán. Rồi các vị tỳ kheo mới thắc mắc, nói bạch ngài, con đâu có thấy ngài thuyết pháp rồi chi đâu mà vị này có thể chứng đắc A-la-hán. Thì Đức Thế Tôn ngài mới nói đó là, này các tỳ kheo, pháp của Như Lai thuyết giàu ít hoặc nhiều chớ có tính bằng số lượng. Quả vậy, giàu cho có thuyết bằng ngàn ngàn câu kệ nhưng mà vô ích thì cũng chẳng làm cái gì được, cũng chẳng có lợi ích gì. Thà là chỉ thuyết một câu kệ hữu ích còn quý hơn. Nói như vậy xong, bây giờ ngài mới thuyết lên câu kệ để kết thúc. Câu kệ đó hôm nay chúng ta học, ngài thuyết Sahasam Apijegatha Anathapada Sama Sanghita Ekangatha Padang Sayyo Yang Sutua Upasamati. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu ngày dịch kệ thơ năm chữ. Dạ, cảm ơn Sít Ái Minh. Dạ, Sít Nhật Quỳnh. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Đồng thời chúng tôi cũng xin được đọc một cái bản dịch của ngài Hòa thượng Pháp Minh để quý vị tham khảo. Dầu cho tụng đến ngàn câu toàn kệ vô nghĩa thì đâu ích gì, thà kệ chi lý thích nghi, một câu nghe cũng đoạn ly khổ sầu. Và chúng ta lại có một cái bản dịch của ngài Hòa thượng Giới Đức nè. Rồi khi nãy chúng tôi cũng có dịch văn xuôi nữa, cho nên qua bốn bản dịch ít nhiều bà con chư Phật tử chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa chứa đựng ở trong cái câu kệ Bali mà Đức Thế Tôn ngài dạy.
À, vậy thì ngụ ý của cái câu kệ này là gì xin thưa? Hay đại ý của cái câu kệ này chúng ta có thể rút ra. À, sau khi chúng ta tìm đại ý xong rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau mổ xẻ, tán nhỏ nó ra theo chiều rộng và chiều sâu. À, để từ đó đó mà chúng ta có thể dễ dàng ứng dụng, áp dụng vào trong đời sống của mình. Thì lúc bấy giờ đó chúng ta mới thật sự có được lợi lạc từ việc nghe pháp. Cái câu kệ này đó cho chúng ta hiểu là khả năng cho và nhận. Ai trong cuộc đời này đó cũng phải trang bị cho mình có được vậy đó, xin thưa quý vị. Có được cái khả năng cho ra cái người ta cần và có được khả năng nhận cái mình cần. À, như vậy đó thì mỗi mỗi người của chúng ta tu hành đó, là mình phải luyện tập để mình có thể cho ra cái người khác cần. À, thì luyện tập ra làm sao? Đức Thế Tôn Ngài có dạy cho chúng ta thất tri đó, quý vị. À, cho nên chúng ta phải tập tu thất tri. Mà tập tu thất tri có nghĩa đó là chúng ta phải tập trở thành bậc chánh nhân, tập trở thành Bồ Tát. Tu là phải trở thành Bồ Tát, tu là phải trở thành bậc chánh nhân. Từ chỗ đó đó mình mới có thể đạt được cứu cánh đời sống phàm hạnh, hay là đạt được cứu cánh của đời tu. À, thì khi đó đó mình mới có được khả năng cho cái người ta cần. À, và trong quá trình đó đó mình cũng phải tập, mình cũng phải trang bị cho mình có được một cái khả năng phân tích chứng minh để thấy ra được tính hợp lý của vấn đề. Từ chỗ đó đó mà chọn được cái mình cần và cái mình cần. Như vậy đó là mình phải xác định được cái gì là chính, cái gì là phụ, và cái gì là chính, cái gì là phụ. À, thì đây là cái ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ này. Bây giờ chúng ta mới cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa chi tiết này. Đoạn đầu Đức Phật Ngài dạy: Sahasam Abhijeyatha. À, đoạn 1 và đoạn 2 đi chung. Anatthapada Sanhita, hay là Sanhita. Sanhita cũng được mà Sanhita cũng được. Dầu nói ngàn ngàn câu kệ, à, dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích. Nếu 1.000 câu kệ mà không có chuyển tải hay không chứa đựng được giá trị hay là lợi ích. À, thì như vậy có nghĩa là gì xin thưa quý vị? Có nghĩa rằng là chúng ta nói thao thao bất tuyệt mà người nghe đó họ không lãnh hội được cái chi cả. Người nghe họ không có được cơm cháo gì ở trong cái việc nói đó của chúng ta cả. À, thì như vậy đó là mình hiểu, đó là nói cả ngàn câu đó mà không có lợi ích chi cả. À, vậy thì tại sao đó mà mình thao thao bất tuyệt vậy? Thao thao bất tuyệt vậy đó là dựa trên cái gì, để làm gì? Đối với hạng phàm phu chúng ta đó thì bà con chư Phật tử chúng ta cũng đồng ý cho chúng tôi đó là ai cũng vậy, cũng ham. Dạ, ham nói cho nó đã cái miệng, nói để chứng tỏ cho thiên hạ họ biết đó
là mình giỏi mình, tức là để chứng minh hay chứng tỏ cái tôi cái ta của mình. À, cho nên đó là nói thao thao bất tuyệt, có nhiều vấn đề mình không biết cũng vẫn cứ nói, rồi vấn đề mình biết ít ít đó cũng nói, vấn đề biết rồi đó cũng nói, cho là nói đủ thứ kiểu. Thế tại sao mình nói vậy? Là do đâu mà mình nói vậy? Là do gì vô minh nó che đậy. À, nói đó là để chứng tỏ mình là người hiểu biết, là tức là để cái ngã mạn của mình nó được tăng đó. Nhưng mà vì sao mình nói, do nhân gì duyên gì khiến cho mình nói thao thao bất tuyệt vậy đó, nói cho nó đã cái miệng vậy đó, là vì do vô minh nó che đậy. À, cho nên đó là mình không có nhận ra được đúng sai nhân quả. À, cho nếu như đó mà mình hiểu biết được nữa nha, đúng sai nhân quả đó, thì mình không dám nói nhiều vậy đâu. À, người xưa người ta dạy cũng rất là hay nè, sư thú vị. Biết đó thì thưa thốt, mà không biết thì dựa cột mà nghe. Đó, mình học hỏi theo người xưa vậy đó, là mình sẽ không, cũng không có bị mắc cái sai lầm là nói nhiều. À, rồi người ta hay nói nữa, xin thú vị, thường đó mình nói nhiều đó, nói dai đó thì dẫn đến đó là nói dài, nói dở. Dai, dài, dở. Thì dai, dài, dở đó khiến người nghe đó người ta chán. Tại sở dĩ sao chán? Là vì dai, dài, dở nó đâu có chứa đựng được cái ý nghĩa dễ trống đâu. Nó đâu có lợi ích gì đâu, người ta đâu có được cơm cháo dễ trống đâu. Mất thời gian của người nè, mất thời gian của mình. Dạ, mất thời gian của người, mất thời gian của mình. À, cho nên đó là nói thao thao bất tuyệt vậy đó mà mình người không có được cơm cháo chi cả. À, thì thôi, tốt hơn đó nói một câu kệ thôi. Ekangatha padang seyo. Tôi không nói một câu kệ thôi. Thì tốt hơn nói một câu kệ là như thế nào, xin thú vị. Lúc nãy dẫn nhập ra chúng tôi nói với quý vị đó, là mình tu theo Phật nè, mình học Phật đó, thì mình phải tập làm Bồ Tát, mình phải tập làm chân nhân, làm bậc chân nhân. Mà tập làm bậc chân nhân đó, là mình phải trang bị cho mình có được một cái khả năng cho ra cái người ta cần, và có được một cái khả năng chọn lựa những cái mình cần. À, thì muốn cho ra được cái người ta cần đó, thì mình phải học thất tri. Thất tri đó là bảy tri, thất là bảy, tri là sự hiểu biết, bảy loại hiểu biết. Thứ nhất đó là tri nhân, là mình phải biết được nhân. Nhân ở đây đó mình hiểu là điều kiện. Nhân cho ra quả, điều kiện cho ra kết quả. Mình nói cái kiểu này nè, thì sẽ dẫn đến cái hệ quả gì? Thứ hai đó là tri quả. Để có được cái kết quả này thì mình phải nói như thế nào, mình phải tạo nhân gì. Đó là tri quả. Ba là tri kỷ. Tri kỷ là biết về mình. Biết về mình đó là biết được sở trường, sở đoạn của mình là gì. Biết được thể trạng của mình như thế nào, tâm trạng của mình như thế nào, não trạng của mình như thế nào, khả năng của mình tới đâu. Thứ tư
À chưa ha. Khả năng của mình tới đâu để mình có thể nói cái gì cho người ta nghe, nói phù hợp với cái khả năng của mình, chứ mình không có thể đó là ai khác. Do đó đó mình không bắt chước người khác để mà nói, mà phải nói bằng cái khả năng hiểu biết của mình. Đó là biết về mình. Thứ tư là tri kỷ. Tri kỷ là biết người khác. Biết người khác đó là biết sở trường của người khác, biết sở đoản của người khác, biết thể trạng của người khác như thế nào, tâm trạng của người khác như thế nào, não trạng của người khác như thế nào, khả năng đón nhận của người khác như thế nào. Từ chỗ đó đó mà mình nói cái gì thì thích hợp với người ta, nói cái gì thì người ta sẽ có đạt được kết quả, đạt được lợi. Đó là tri kỷ. Ở trí thời là phải biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Lúc nào mình nên nói đó thì người khác có thể đón nhận được, lúc nào mình nói đó thì người khác không đón nhận được. Đó là tri thời. Tri hội là ở đâu. Tri thời, tri hội đó là không gian. Ở đâu thì mình nói đó là nó phù hợp, và ở đâu mình nói không phù hợp. Có những điều đó mình nói nó phù hợp ở chỗ này, nhưng mà nó lại không có phù hợp ở cái chỗ kia. Thì thành ra đó là mình phải tập để nhận ra, để biết ra được điều này. Và thứ bảy là tri độ. Tri độ ở đây đó là mình biết chừng mực. Biết chừng mực. Nói ít hoặc là nói nhiều. Tùy vào khả năng tiếp nhận của đối tượng để mình có thể nói nhiều hoặc là nói ít. Trí độ này đó mình cũng hiểu nữa là biết cách để tế độ, tiếp độ người ta cho nó có kết quả, có lợi. Mình trang bị được 7 sự hiểu biết này. 7 sự hiểu biết này. Thì lúc bấy giờ đó là mình có thể tế độ, tiếp độ người ta một cách dễ dàng. Và ở trong cái câu kệ này đó, xin thưa quý vị, người tế độ tiếp độ đạo sĩ Bahiya là Đức Thế Tôn, là bậc đạo sư, là thiên nhân chi đạo sư, là bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài có được một cái trí tuệ là nhất thiết trí, rồi ngài có được một cái trí tuệ là biết được cái căn cơ cá tính của chúng sinh, rồi ngài có một cái trí tuệ nữa đó, đó là biết được cái pháp ngủ ngầm của chúng sinh. Cho nên đó, ngài biết được lúc nào, ở đâu, nói cái gì thì người nghe đó lãnh hội được, có lợi ích được. Cho nên khi mà ngài đang đi trị bệnh khất thực nè, rồi lúc đó đó đạo sĩ Bahiya đang từ xa đi đến trong trạng thái phỉ lạc khắp châu thân, tâm chưa có quân bình, thì ngay lúc đó đó ngài biết đạo sĩ Bahiya chưa thích hợp để đón nhận pháp nhũ, và chưa thích hợp để đón nhận pháp nhũ. Thành ra đó là ngài mới kéo dài thời gian ra để cho tâm của tôn giả Bahiya bình tĩnh trở lại, rồi ngài mới thuyết pháp. Nhưng mà bên cạnh đó đó, ngài cũng biết được tôn giả Bahiya này đã tích lũy ba la mật độ như thế nào. Cho nên đó, cái gì là cần nhất đối với đạo sĩ Bahiya ngay lúc này, ngay chỗ này. Và xin thưa quý vị đó, cái khả năng thức tri này của Đức Thế Tôn đó thì không ai bằng được. Các bậc thánh A-la-hán như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng không bằng được. Và cũng không bằng được. Cho nên đây, chúng ta tu tập theo Đức Thế Tôn
thì chúng ta cũng phải học để tập. Mặc dù đó mình chưa có rành, chưa có sành sỏi về thất tri này, nhưng mà khả năng của mình tới đâu đó thì mình ứng dụng tới đó. Phải có ứng dụng thức tri này thì bây giờ mình mới cho cái người ta cần được. Chứ còn mình không có tập thức tri này, mình không biết về thức tri này thì mình cho cái đó đi mình cần chứ người ta không có cần. Và nếu mà mình cho cái mình cần mà người ta không cần đó thì lúc đó giống như mình cho người ta rác vậy đó. Nói nghe nó hơi khó nghe vậy, nói nghe nó hơi nặng vậy, nhưng mà kỳ thật là vậy đó xin thưa. Nên nhiều khi đó bà con chư Phật tử chúng ta đó đôi khi không biết đó là do thương hay là do ghét. Mình vào chùa đó thì thấy gì vào chùa gặp chư tăng, gặp người tu đó, thì nếu mà đúng đó là mình phải hỏi pháp hoặc là mình thảo luận về Phật pháp. Nhưng đằng này đó cái mình đem chuyện gia đình, chuyện hỷ nộ ái ố đó không cho mình tâm sự, thì giống như đó là mình đem rác vô mình xả trong chùa. Nói cũng mong là bà con cho Phật tử chúng ta cũng đừng có buồn lắm ha, để nói vậy đó để bà con cho Phật tử chúng ta rút kinh nghiệm từ đó đó, mà mình ráng cố gắng trang bị thức tri này để những cái gì mà mình nói ra đó thì phải làm sao đó nói cái người đối tượng đó cần nghe, chứ đừng có nói cái đối tượng không cần nghe. Thì trở lại cái ví dụ này, vì do Đức Thế Tôn ngài hiểu rõ ràng vậy, ngài biết rõ ràng vậy, cho nên đó là ngài mới dạy tôn giả Vaihya là đâu rồi à, đích thê đích thắm mắt tăng phải biết tí nói một câu kệ, dạy cho tôn giả Ba Hy Giá một câu kệ. Một câu kệ ở đây nó chứa đựng bốn câu, tốt hơn nói một câu kệ đó xin thú vị. Thì một câu kệ ở đây đó mình phải hiểu nè, một câu kệ này đã có thể chứa đựng một câu thôi, tức là một đoạn thôi, hoặc có thể đó là hai đoạn, hoặc có thể đó là bốn đoạn, sáu đoạn, tám đoạn, 11 đoạn, 12 đoạn, thậm chí dài hơn. Và thậm chí dài hơn. Mà cái câu kệ đó đó, cái câu kệ đó đó, khi người ta nghe xong, người ta được an lạc. Vậy thì cái câu kệ đó đó, nó phải là thứ nhất có lợi ích. Có lợi ích. Thì lợi ích ở đây là gì ạ? Lợi ích ở đây đó mình hiểu đó có ba lợi ích. Một là lợi ích thiết thực ở trong đời sống hiện tại. Nghe xong mà người ta được hoan hỷ, người ta được thỏa mãn, dập tắt đi mọi hoài nghi. Lợi thứ hai đó là lợi tương lai. Nếu ngay trong đời sống này mà người ta không có thành tựu được cứu cánh của cuộc tu đó, thì qua cái điều mà mình chỉ bày đó cho người ta đó, người ta sống theo, ta thực hành theo, đời sau kiếp khác đó, người ta cũng được sanh thiên, sanh lên đó. Đó là lợi thứ hai. Lợi thứ ba đó là lợi tối thượng, là nghe xong người ta thành tựu được cứu cánh của cuộc tu, tức là nếm được cái hương vị giải thoát. Giống như đó là đạo sĩ Thế Giá sau khi nghe dứt cái câu kệ của Đức Thế Tôn thì chứng đắc đạo quả A La Hán tứ thể phân tích. Cái lợi ích là vậy. Thì muốn đạt được, muốn có được cái lợi ích đó đó thì mình phải nói cái câu kệ đó đó đúng người nè. Đúng người nè. Đúng việc nè. Đúng chỗ nè. Đúng lúc.
với cái con người đó, à, thì mình phải nói cái điều này. Và nói như thế này, nói ngay đúng thời điểm này, đúng cái chỗ này, thì người đó, đó sẽ có được cái lợi lạc từ việc nghe cái câu kệ đó, hay là nghe điều góp ý chỉ bày đó. À, chứ còn mà mình nói chỗ khác, lúc khác, hoặc là nói với người khác thì nó không có phù hợp. Từ chỗ đó đó người nghe họ sẽ không có lãnh hội được, họ không có đạt được lợi ích. Giống như đó ha, mình gặp một cái người đang thất tình buồn rầu, dạ đang thất tình buồn rầu, à mà mình tới người ta nè, mình không có hiểu nguyên nhân lý do làm sao đó mà thất tình buồn rầu. Ví dụ như là người ta thất tình buồn rầu vì do sự cấm cản của cha mẹ, à, cái mình không có hiểu nguyên nhân mô tê răng rứa chi cả đó. Cái bắt đầu là tới thao thao bất tuyệt nè, trời ơi gì đâu, yêu người này cũng được thì yêu người khác cho mắc chi phải buồn rầu khổ sở vậy, nói thao thao bất tuyệt. Thì kính thưa quý vị, nói vậy đó nó có khiến người kia vơi đi nỗi buồn không, hay là còn làm cho người kia đó nỗi buồn tăng thêm? À, như vậy đó thì là mình nói không có đúng lúc nữa, không có đúng chỗ nữa, không có đúng cách nữa, không có đúng người. Vì rằng mình cũng không hiểu rõ về mình cũng không có hiểu rõ về người, mình cũng không có hiểu rõ về cái nguyên nhân tại làm sao người ta đang buồn đó. Rồi mình cũng không có hiểu được cái kết quả buồn rầu này là do cái gì. À, thì thành ra đó là lúc đó cả mình lẫn người không có được cái lợi ích chi cả. Đã vậy mà còn mất thời gian. Và mất thời gian, và đôi khi tệ hại hơn nữa còn bị người đó đó, người ta làm lại cho một trận nữa. Người ta làm lại cho một trận. À, thì như vậy đó là mình nói quá trời nhiều luôn. Mà ở trong những cái điều mình nói đó đó, nó không có khiến cho người nghe kia đó người ta vơi đi cái nỗi buồn. Thì thành ra những cái gì mình nói đó đều là vô ích. À, đều là vô ích. À, Đức Thế Tôn đó là cái bậc ngài hiểu rõ được căn cơ cá tính của chúng sinh, vậy cho nên ngài mới dạy ngài Bahiya 4 câu kệ vậy thôi. À, là làm nên cơm, làm nên chuyện. À, chúng tôi xin được giải thích ý nghĩa của 4 câu kệ này ngắn gọn. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, không có người thấy. Có nghĩa đó là mình thấy đó thì bằng cái gì xin thú gì? Con mắt thấy. Mà nói theo vi diệu pháp là tâm nhãn thức thấy cảnh sắc. À, nhãn thức thấy cảnh sắc. À, mà còn nói theo 18 giới đó là hội đủ 3 yếu tố hay là 3 chất đó, là có thần kinh nhãn, là có tâm nhãn thức, là có cảnh sắc. Thì cái thấy nó khởi lên. À, còn nói thêm điều kiện nữa nè, là có tâm nhãn thức, có thần kinh, có thần kinh nhãn, có cảnh sắc, có ánh sáng và có tác ý. À, thì cái thấy đó nó khởi lên. Như vậy thì cái thấy đó đó là nó tùy thuộc vào điều kiện, chứ nó không có tùy thuộc vào cái ước muốn của một ai cả. Do vậy đó mới hiểu, mới nói cái thấy chỉ là cái thấy, chứ không có người thấy. À, nhưng mà khổ nổi cái phàm phu vô văn, không có học hỏi, không có hiểu biết, không có thực hành theo pháp của bậc thánh, bậc chân nhân đó. Cho nên đó, nghĩ rằng con mắt này là của tôi, cho nên đó là tôi thấy. Dạ tôi thấy. À, hiểu vậy đó là hiểu sai. Từ chỗ hiểu sai đó đó, à, dẫn đến có thích và có ghét. À, chứ còn mà hiểu đúng vậy đó, tâm thần kinh, con mắt thấy cảnh sắc, hay là cả cái yếu tố này nè, nó hội đủ lại với nhau đó, thì cái thấy nó sanh đến. Và khi nào mà các yếu tố này nó không đủ thì cái thấy nó không sanh đến. À, thì lúc đó đó
mình sẽ thống sống tùy thuộc, tùy thuộc vào điều kiện, không có ôm giữ, không có chấp. À, thì từ cái thấy, một cái thấy đó, đó chúng ta sẽ hiểu sang nghe, ngửi, nếm, đụng, thức trí cũng giống vậy. Căn cứ vào 12 xứ hoặc 18 giới để chúng ta hiểu. Và để chúng ta hiểu, thì khi mà hiểu theo 12 xứ 18 giới vậy đó, thì được xem như là hiểu theo chân đế pháp. Và hiểu theo chân đế pháp. À, còn nếu như đó mà mình chấp, mình cho rằng con mắt này là tôi, lỗ tai này là tôi, mũi lưỡi thân ý là tôi đó. À, thì lúc đó do hiểu sai vậy đó, cho nên dẫn đến đó là thấy sai, nghe sai, ngửi sai, nếm sai, đụng sai, suy nghĩ sai. Sai thì dẫn đến một loạt những hệ quả sai sai khác. Dạ, sai sai khác. À, thì sao sai khác đó là sao xin thú vị? Là do cái khả năng của mình, khả năng tiếp nhận của mình nè. Khả năng tiếp nhận của mình đó, mình chưa có được một cái khả năng là phân tích, là chứng minh để thấy được cái tính hợp lý của vấn đề. À, do đó đó, mình mới chấp nhận hay là nhận đã sai. Chứ còn nếu như đó mà mình có trang bị nè, mình có trang bị cái khả năng phân tích và chứng minh tính hợp lý của vấn đề đó, thì lúc đó mình có khả năng đó là chọn lựa cái đúng để mà mình nhận. Và đạo sĩ Bahiya này đã có trang bị cái khả năng này, trang bị cái khả năng này từ rất là lâu đời rồi. À, tối thiểu đó cũng từ thời kỳ Đức Phật Kassapa cho tới bây giờ. À, do đó đó vị này có khả năng đó là chọn, chọn được cái đúng, cái mình cần nhất. Và từ cái chỗ mà có khả năng chọn được cái mình cần, cái đúng, cái mình cần nhất đó đó, thì lúc đó đó mới có được những cái thành tựu cần thiết, thành tựu nổi bật. Có đối tượng cho mình cái mình cần. Hiểu được cái gì là mình cần nhất, rồi người ta cho mình cả đó. Và mình có được một cái khả năng phân tích, chứng minh để thấy được cái gì mình cần nhất để mình chọn, mình lấy. À, thì xin thưa quý vị, thỏa mãn hai điều kiện này nè. Thỏa mãn hai điều kiện này nè, thì chỉ cần một gợi ý của người khác thôi, hoặc là mình chỉ cần gợi ý một ý nhỏ cho người khác thôi, thì mình và người khác đều có được cái lợi ích. Và đều có được cái lợi ích. Chứ còn cả hai người mà đều không có cái khả năng này, hoặc là khiếm khuyết một đó, thì giữa người nói người nghe đó không có mối liên quan với nhau. Từ chỗ đó, đó cả hai đều không có lợi ích gì. Và cả hai đều không có lợi ích gì. Giống như chúng tôi nãy ví dụ cho quý vị một cái mẫu chuyện ngắn, là người ta thất tình rồi buông rầu đó. Mà mình đến mình thao thao bất tuyệt, mình không biết được nguyên nhân nhân duyên như thế nào khiến cho người ta thất tình buông rầu đó. Mà mình khuyên kiểu vậy đó, thì thành ra cuối cùng đó là mình với họ không ai hiểu ai cả. Và từ cái chỗ mình với họ không ai hiểu ai cả, cho nên mình cho cái người ta không có cần. Từ chỗ đó đó, người ta cũng được lợi lạc gì, và mình cũng không có được là chi chi cả. À, nên mình có được cái khả năng thức tri này là cho cái người ta cần. Và người ta có khả năng đó phân tích, chứng minh, chọn cái người ta cần. Thì khi đó một lời khuyên của mình, một câu nói của mình nghe xong đó, là họ sẽ vơi được cái nỗi buồn, nghe xong họ sẽ giải quyết được vấn đề, và cao hơn nữa đó, nghe xong họ sẽ hết phiền não. Và nghe xong họ sẽ hết phiền não. Cái nãy chúng tôi nói với quý vị đó là nghe xong có được cái lợi ích đó.
À, thì lợi ích đó nó có ba, tối thiểu nghe xong đó là ngay trong lúc hiện tại này, tâm của người ta đó cũng được ổn định, được bình an, được an vui. À, rồi từ từ cái chỗ mà bình an an vui đó, đó khiến cho đời sau kiếp khác người ta được thăng thiên. Và cao tột hơn nữa đó là nghe xong mà người ta hết phiền não. À, nghe xong mà ta hết phiền não đó. Thì một câu nói đó của mình, một lời khuyên đó của mình, một lời động viên đó của mình, một lời an ủi đó của mình, một câu pháp, một câu kệ đó của mình là có giá trị, có lợi ích cho bản thân của mình, cho lẫn người nghe. Vậy thì cái ngụ ý hay là đại ý của cái câu kệ này đó, chúng tôi nói rằng mình hiểu ngụ ý hay đại ý của cái câu kệ này đó, Đức Phật ngài dạy cho mình biết đó, là khả năng cho và nhận là không sai hết, xin thú vị ha. Ước mong đó là bà con chư Phật tử chúng ta nhận ra, hiểu ra được như vậy, để khi mình nói ra một điều gì cho đối tượng đó thì mình cũng ráng cố gắng nói cái người ta cần. Và khi người khác nói cái gì đó cho mình đó, thì mình cũng phải có một cái khả năng phân tích chứng minh để chọn cái mình cần. Nếu mà không có cái mình cần đó, thì thôi, đường anh đi, đường tôi bước. Đừng có phí phạm thời gian của nhau. Như vậy đó thì mình sẽ có được một cái sự tiến hóa đáng kể. Xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài câu pháp cú số 101 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quay lực đại thần lực, chư thiên ngự tại tổ đình Vũ Quang, tại nơi chùa chư tăng ni, tại nơi nhà của tất cả quý vị, cầu mong các ngài tùy với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin các ngài hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Thầy gia. Nam mô Bụt Thầy nhá, Nam mô Tham Ma nhá, Nam mô Sang Kha nhá, Sa Thú Lành Thai. Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng nghĩa từ dựng, thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú số 101 cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ và cố gắng thực hành theo những lời Phật dạy, hầu thoát khỏi tử sanh luân hồi. Sau đây chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đủ phước báo. Con kính dâng mít đến sư. Bhavatu sappamangalam rakkhantu sappe devata sappabuddhanu bhavena sadasati bhavantu te bhavatu sappamangalam rakkhantu sappe devata sappadhammanu bhavena sadasati bhavantu te bhavatu sappamangalam rakkhantu sappe devata sappasanghanu bhavena sadasati bhavantu te. Tất cả anh phú hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh hành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, chúng con cũng thành kính tri ân tôn đã từ bi quang lâm đến đạo tràng chứng minh cho lớp học được thêm phần phước báo. Chúng con rất hoan hỷ sự hiện diện của quý ngài, chúng con thành kính chúc quý ngài thân tâm luôn an lạc an vui trong đời sống phạm hạnh và đạo quả sớm viên thành. Kính cảm ơn quý bà quý cô.